Quá trình thử thách Queen tới đâu rồi Griselda? Các cô gái của chúng ta gần như đã kiểm soát được sức mạnh Harmonic rồi, cô hiệu trưởng Vanragonda. Xuất sắc. Nhưng tôi nghĩ rằng họ cần phải có thêm sức mạnh Serenite mới có thể đánh bại được Tritanus. Queen, hãy liên kết sức mạnh. Thật tập trung và cảm nhận sự ảo diệu của dòng nước phép thuật xung quanh các em. Hãy nhìn những sinh vật của đại dương kia nữa. Đó là hiện thân cho sức mạnh của đại dương. Bây giờ, các em hãy kết nối phép thuật của mình với chúng đi. Đẹp quá. Mình đã cảm nhận được. Hãy để sức mạnh của các em liên kết với dòng nước xung quanh. Đẹp quá đi. Nhìn nè. Nhìn nè. Mình không kết nối được rồi. Bloom. Xin lỗi mọi người. Không giống em mọi khi chút nào, Bloom. Em nên tập trung vào việc làm chủ sức mạnh Serenite cùng các bạn. Em hiểu rồi, nhưng mà chị Danny vẫn đang bị tên Tritanite giam giữ. Em không biết là chị ấy có thể chịu đựng được bao lâu. Nói đi đẹp đi, cha mẹ ngươi đã thành băng cả rồi, tất cả là lỗi của ngươi. Không. Hãy nói cho ta biết đi, đẹp đi. Năng lượng Serenite của ta đã được bảo vệ tại nguồn Serenite ở hồ Rokalus. Ngươi không bao giờ chiếm được nó đâu, quái vật. Vậy thì ta sẽ phá hủy nguồn Serenite, sau đó sẽ hút tất cả năng lượng Serenite từ các cô. Không. Ta thăng tiên nữ rồi. I see. Em đây. Sao rồi? Cô ta nói rồi à? Đúng. Anh nói cho em nghe. Một khi Citadis thuộc về anh, em cũng có nó I see à? Vậy còn hai chúng tôi sẽ làm được gì thưa ngài? Hai cô cũng sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ phép thuật Citadis cùng chúng tôi. Đúng không? Hay lắm, đi nào hai em. Thật hả? Không có bệnh đến đó chưa? Vui lắm đó nha. Vui thật đó. Vui thật đó. Mình đã có đầy đủ 3 viên đá, nhưng vẫn không chạm tới sức mạnh của Serenite. Nếu tụi mình vẫn không tìm được đáp án hôm nay, thì phép thuật tiên nữ của chúng ta sẽ không còn nữa. Cuốn sách Serenite. Queens, ta nói điều này. Các ngươi đã vượt qua 3 thử thách về sự tự tin, sự cảm thông và can đảm. Phần thưởng là những viên đá. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi phải tìm được điểm nguồn của Serenite. Để làm được, các ngươi hãy tự nhìn vào chính bản thân mình. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu nữa. Trời đất. Mà nè, sách ơi, đừng bỏ tuổi này nha. Tuổi này còn cần thông tin mà. Gì nữa đi? Hay tụi mình thử tìm ở những cuốn sách khác thử xem. Biết tìm ở đâu bây giờ? Không thể bỏ cuộc được. Hộp Serenite. Bạn định hỏi người giám hộ Serenite sao? Chắc là sẽ có tác dụng. Người giám hộ Serenite hãy giúp tôi. Tôi có thể giúp gì cho bạn Sala? Làm ơn cho tôi biết phải tìm điểm nguồn của Serenite ở đâu. Muốn tìm nguồn gốc của Serenite, các bạn phải tìm trong chính bản thân mình, công chúa Sala. Nói y hệt cuốn sách Serenite. Cũng vậy thôi à. Các bạn biết không, mình bắt đầu thấy lo rồi đó. Thank you.
rồi các em, một hàng dọc. Không, 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 em không thể một mình lên đó, nguy hiểm lắm. Quay lại đây. Quay lại đây. Dragonus, hắn tới hồ Rockaloo rồi, mình phải gọi mọi người ngay. Nó ở đâu? Mình chưa đã ở đằng kia rồi. Đây là khởi nguồn của Sidanis. Sức mạnh của Daphne sẽ thuộc về ta ngay thôi. Hãy canh giữ ở chỗ này, không được cho ai vào đây. Khốn kiếp, ta sẽ quét sạch bọn bay. Tụi mình vẫn không tìm được đáp án, bởi vì vẫn chưa tìm đúng được nơi đó. Ý bạn là sao? Nghĩa là Sassaranis đã nói chúng ta nên tìm trong chính mình. Hình như đây chính là cách để tụi mình tìm được khởi nguồn của Saronis. Đúng rồi. Hộp Saronis. Chúng tôi đã nhận ra rằng có đủ các viên đá vẫn chưa kết thúc. Vậy chúng tôi phải tiếp tục thể hiện điều gì tiếp theo để đạt được năng lượng Saronis đây? Chúc mừng các bạn đã vượt qua được thử thách cuối cùng. Các bạn có thể tìm được khởi nguồn của Saronis ở ngay tại nơi nhiệm vụ bắt đầu. Nơi nhiệm vụ bắt đầu à? Trời hôm nay nắng đẹp quá đẹp. Và nóng nữa, phải thoa kem chống nắng thôi. Tụi mình phải cố gắng để cứu chị Daphne. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Hình như tụi mình đụng phải gì rồi. Nhìn nè, nước hồ đang cạn dần. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Mình thấy nước hồ ở đây có dấu hiệu nhiễm độc cao đó. Ôi trời ơi, nơi khởi nguồn của Saranis, nhanh lên các bạn ạ. Phép thuật quýt Hà quý. Lâm, sư tử của ngọn lửa đâu? Tiên nữ của sóng biển. Lo ra tiên nữ của thiên nhiên. Musa, tiên nữ của âm nhạc. Thiên nữ của khoa học kỹ thuật. Stella, thiên nữ của ánh mặt trời. Loài thủy sinh và bọn cá đang hoảng sợ kia. Vậy các tiên cá nhỏ đi đâu hết rồi? Mình không biết, nhưng mọi người nhanh lên đi nào. Đi nào, Whis.
kìa. Ây da. Kìa kìa, có thứ gì đó ở đằng kia. Kìa kìa, nó cũng bò từ đó ra. Lá chắn trong viên. Quay lại. Không. Các thiên cá nhỏ đang đánh nhau với Tritanus à? Học chuẩn âm. Leila, Sela, mình phải giúp các thiên cá nhỏ thôi. Bạn lo được không? Đi đi, để tụi mình. Đừng ơi. Bọn Queens. Chạy nào. Chạy mau đi. Trời ơi, Eladith, Lemmy. Hắn ta đang chạy kìa. Mình sẽ đuổi theo hắn. Không giữ được lâu đâu. Hãy phóng ra sau nó đi. Cầu thân kia. Nốt nhạc vang dội. Vậy là chấm dứt, chấm dứt rồi. Giải băng huyền bí. Các ngươi không bắt được ta đâu. Vậy à, Tritanis, thanh kiếm lửa. Vòng xoáy năng lượng. Được lắm. Hãy mau nói cho tôi biết nơi ông giam giữ chị tôi ở đâu. Lâm ơi, nước hồ hình như cạn hết rồi. Nhưng mà chúng ta phải phục hồi nguồn nước. Nhưng mà... Đi đi, ngạc tiền nhỏ. Nào đi cứu nơi này đi. Chưa xong đâu, Tritanus. Xem ngươi làm gì được ta nào, các tiền nữ. Tritanus. Không. Anh có quà cho em đây. Năng lượng Seranis từ Deppner. Năng lượng của tôi. Không. Cho các em sức mạnh của Seranis đây. Bây giờ các em đã bất khả chiến bại. Chị làm được mà, Blum. Tập trung vào cảm nhận sức mạnh bên trong đại dương sâu thẳm đi. Được rồi, Queen. Harmonix kết hợp. Được rồi. Yeah.
Ôi trời, cô ấy chính là hiện thân của sức mạnh Sardanis đó. Tôi là Omnia, và bây giờ các bạn đã trở thành tiên nữ của Sardanis. Hãy vào đại dương vô tận. Tụi mình đã thành công rồi, Queen. Biết. Cảm ơn năng lượng Sardanis. Đại dương vô tận sẽ luôn luôn mở cửa chào đón các bạn quy nà. Đi thôi. Mình chưa bao giờ thấy những chú cá như vậy. Queens, khi trở thành tiên nữ Sardanis, mỗi người sẽ có một điều ước. Điều ước à? Điều ước à? Điều ước sao? Các bạn sẽ nhận nó từ người giám hộ Sardanis. Hay quá, hay quá. Nhưng phải đợi đến khi hoàn thành sứ mệnh của mình đã. Phần thưởng nào cũng có thử thách. Thêm điều này nữa, các nàng tiên Sardanis hãy cẩn thận. Các quái vật đã vào đại dương vô tận rồi. Ở Sardanis, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Bên cạnh hắn còn có những đồng minh đang nắm giữ ma thuật đen Sardanus. Phù thủy Triss. Để tống khứ ma thuật khỏi nơi này, các bạn phải mạnh hơn trước thật nhiều. Và đánh bại bọn họ. Chúng tôi sẽ luyện tập. Chúng tôi sẽ đánh bại bọn họ. Cuối cùng bạn đã tới được đại dương vô tận. Anh hứa đưa tụi em tới đây và anh đã làm được. Tại nơi này,
chúng ta có thể điều khiển toàn bộ nguồn nước của thế giới phép thuật này và khuất phục chúng. Các Queen sẽ đánh bại ngươi. Bọn chúng không thể. Hãy nhìn nè. Chúng ta sẽ hủy diệt tất cả. Đào trắng biến hình. Cứu hay lắm. Em chỉ hành động theo cảm xúc. Em làm điều tốt nhất thôi. Kim cương ánh sáng. Sức mạnh qua sen. Không được rồi, pháp thuật Sirenis không ngăn chúng lại được. Chúng đang chạy thoát kìa. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm cách làm thay đổi mọi thứ. Mình cần phải cứu Andros trước khi mọi chuyện quá muộn. Mình tin bạn Aisha. Bạn biết rõ về Andros hơn bất cứ người nào khác. Tuyệt. Cuối cùng thì ta cũng cảm nhận được sức mạnh. Sức mạnh ngân hà là thứ duy nhất có thể giúp cho lõi sáng trở lại. Nhưng nếu muốn sử dụng sức mạnh ngân hà, chúng ta cần phải có một khoảng không. Đừng lo quá, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Dễ thương ghê. Bây giờ lõi đã trống không, không còn gì có thể ngăn cản ta xóa sổ nó nữa. Mang bảo vệ Sirenis. Không ai được phép đùa giỡn Obscurum. Nhận lấy. Biểu tượng mùa xuân lưới trật tự. Có vẻ không ổn rồi. Chuồn trước cho chắc. Đây nha. Bạn nghĩ như vậy là sao? Mọi người giúp Aisha.
Bị kẹt rồi. Rồi sẽ ổn thôi Aisha. Không, không có chuyện gì là ổn hết. Lõi đã cạn, Obscurum trốn thoát và chúng ta bị kẹt ở đây. Công chúa kiểu gì mà không bảo vệ được vương quốc của mình chứ. Nè, chúng đang làm gì vậy? Là hải quỷ. Chúng thức dậy thì phải. Chúng ở khắp mọi nơi. Nhìn chúng quả thật rất là đẹp. Coi chừng, Stella. Nó là cái gì vậy? Bên trong hải quỳ có một chất độc có thể khiến bạn buồn ngủ đó. Mình cảm thấy buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Không còn bị thương nữa nếu như mình nhắm mắt lại. Lùi lại. Coi chừng bong bóng của chúng. Vậy ngủ đi. Thêm vài phút nữa thôi. Em đang làm gì vậy? Em không thể giúp họ bằng cách này được. Em có thể làm gì? Em phải làm gì? Chúng ta vẫn còn cách khác mà. Nhanh, trong khi hải quỳ giữ những kẻ hung ác thì mình mau trốn đi. Mình thử đi theo họ xem. Aisha, nhìn kìa. Thôi không, họ cũng đang đi theo chúng ta. Các em đừng sợ, mấy tên xấu xa đi rồi nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
các em cũng sẽ an toàn với đám hải quỷ khó chịu có đầy ở đây. Nè, hải quỷ không có khó chịu đâu, họ là hàng phòng thủ tự nhiên ở đây đó. Họ chỉ nguy hiểm khi cảm thấy bị đe dọa thôi. Nhưng Obscurum và đám Star Yumi đã biết đi mất dạng, sao họ lại tấn công tụi anh chứ? Đầu tiên phép thuật của chúng ta đã đánh trúng Goggle, nên giờ khi chúng ta dùng phép thuật để thoát thân ra ngoài thì hải quỷ sẽ càng tự vệ hơn nữa. Phải xóa đi hiểu lầm này. Ê sao? Khoan đã. Em cần phải làm gì đó. Em cần phải làm gì đó. Nhưng làm gì bây giờ? Khoan đã. Chờ anh với. Không, không. Quỷ chỉ tấn công khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nè, các bạn nhỏ, chị cần các em. Hải quỷ rất thích nghe tụi em hát, có đúng vậy không? Phải. Tuyệt lắm. Các em có thể hát cho chúng nghe bài gì đó thật là hay không? Sa, em có ổn không? Chưa bao giờ thấy tốt hơn. Hả? Ê, chúng đang nhảy sao? Là điệu nhảy của ánh sáng và sắc màu. Sa, bạn đã cứu tụi mình. Chỉ còn một điều cần phải làm nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng nhóm lõi trở lại. Phải dùng phép thuật ngân hà, nhưng ở dưới nước thì làm gì có được khoảng không nào chứ? Có thể các bạn không tin, nhưng mình đã nghĩ về chuyện này rồi. Mình cũng đã tìm ra được giải pháp. Morpheus. Đầy không khí ở trong này. Đúng vậy, chúng ta không cần Sirenis để thở nữa. Vậy nghĩa là đến lúc để Wings biến hình. Thank you.
Cảm ơn em Aisha, cảm ơn em đã cứu mọi người. Lâm, Aisha, mọi người không sao chứ? Dạ, chúng thần đã làm được thưa nữ hoàng. Ôi, thật là tuyệt vời. Thật sự rất đẹp. Gogot không giống như những ngôi sao khác. Nó có sự sống. Nó là một sao biển. Hả? Gogot muốn nói lời cảm ơn với nhóm Wings vì đã mang ánh sáng trở lại. Nói tao nghe, nó từ đâu tới đây? À, đây là một câu chuyện rất là dài. Đến lúc quay lại bữa tiệc rồi, mình muốn sửa lại vài ý trong bài phát biểu. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập của Andros. Bạn biết đó, không ai hoàn hảo hết. Chúng ta đều có sai lầm. Đôi khi, những lo lắng của chúng ta bị mất kiểm soát. Nhưng bóng tối không thể che giấu ánh sáng. Ánh sáng hướng dẫn chúng ta. Ánh sáng đó là tình yêu. Chừng nào chúng ta vẫn còn Andros, còn đoàn kết và còn quan tâm đến nhau, ngôi sao của chúng ta sẽ không bao giờ tắt đi. Hay lắm. Đến lúc rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc. Con không thể chờ được nữa. Được rồi, Trinley, con đã rất kiên nhẫn, ráng thêm một chút nữa thôi. Ta chỉ muốn nói với con gái của ta rằng ta và mẹ con tự hào về con rất nhiều. Giây phút của con đã đến rồi, Trinley, con có thể bắt đầu bữa tiệc. Hả? Và bây giờ bắt đầu bữa tiệc. Giỏi lắm Trinley, em biết cách tổ chức tiệc rồi đó. Tới giờ rồi. Nói hay lắm. Cảm ơn. Và cảm ơn vì đã giúp em khi cần. Em hãy nhớ là anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ngay cả những lúc em không cần tới anh. Hả? Đừng đụng. Tôi phải thừa nhận lần này cô gái Aisha đó đã làm cho tôi ngạc nhiên thưa ngài không suy nghĩ. Đó thật sự là một tình huống cực kỳ khó khăn luôn. Người có biết cái gì khó khăn hơn rất nhiều không, Upskill? Dạ không, chúa tể xấu xa. Là gì vậy? Đây. Giờ là ở đâu đây? Ngươi hãy nhìn kìa, đó chính là ngôi sao hiếp sọc. Tôi chưa bao giờ thấy như thật kinh khủng. Quy hoàng, tôi chủ nhân xấu xa. Sớm thôi nó sẽ phải ngừng chiếu sáng, vì ngươi sẽ lấy ánh sáng của nó. Thật ra chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, chúa tể. Giống như mọi khi, thật sự là nhóm Wings
có lẽ chúng ta đưa ra một số giải thưởng cho bất kỳ ai có thể bắt được họ. Ngươi hãy im đi. Ta có kế hoạch lớn cho vấn đề nhỏ của ngươi rồi. Ngươi nhìn thấy chòm sao của Hydra chưa? Đó là nơi hiếp sọt đang ở. Chòm sao của Hydra? Chắc chắn rồi. Mà nó ở đâu vậy? Ngươi có thấy nó không? Ngươi có biết Hydra là thứ gì hay không hả? Dạ thưa chủ nhân độc ác. Ta không hình dung được thứ gì về nó hết. Các người nghe tới nó lần nào chưa? Đừng lo lắng, ngươi sẽ sớm biết thôi. Và cả nhóm Wings cũng vậy.